Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Câu hỏi đầu tiên như sau: da tràng xẻ cát. Hãy sắp xếp trật tự các dấu thanh để tạo thành một câu thành ngữ có ý nghĩa và đúng chính tả. 20 giây bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một. Và 20 giây đã kết thúc. Xin mời giả tràng xe cát. Và với câu hỏi đầu tiên này thì cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm. Và với câu giả tràng xe cát này thì ý nói là làm những cái việc vô bổ, không mang lại kết quả, uổng phí thời gian và công sức. Dạ. Rồi, câu đầu tiên là dễ quá đúng không? Dạ, dạ. Và bây giờ thì đến câu số 2. Và với câu số 2 này thì xin mời các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình, cùng xem một đoạn video nhạc. Bánh xe còn lăn bánh, khi bánh xe còn lăn bánh, ta sẽ vọng với cuộc sống hối hả. Qua đêm mộng ước thanh xuân đã trôi qua, ta ngại va chạm khi nhiều lần dối trá. Những lời áp lực bởi công việc muốn đi xa, vứt hết một lần trước khi nhìn để thoái hóa. Tự do tự tại như trên trời và thiên ca. Bây giờ câu hỏi của chương trình như sau: từ nào trong đoạn hát trên diễn tả sự vội vã, ý nói là phải làm nhanh, không là không kịp. 20 giây bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một. Xin mời đáp án. Đáp án của em là quay cuồng. Đáp án của em là hối hả. Xoay vòng trong cuộc sống hối hả. Cái việc gì đó cần phải làm gấp làm nhanh, hối hả. Đáp án của em là hối hả. Em thì em nghe liền cái từ đó luôn chị. Nghĩa là khúc đầu hát khi mà bánh thì không có gì nó nhanh hết. Xong rồi hối hả, nghe được chữ hối hả. Và trong câu hỏi số 2 này thì Dương Thanh Vàng, bạn đã bị trừ 1 điểm. Ba người chơi còn lại của chúng ta đều được bảo toàn số điểm. Xin chúc mừng. Và câu hỏi số 3 của chúng ta có nội dung như sau: trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả khả năng nhận xét, ứng phó nhanh, thông minh? A. Sắc sảo. B. Sắc sảo. C. Sắc xảo. D. Sắc xảo. 20 giây bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Đáp án của em là B. Sắc xảo. Và đáp án của em đó là B. Sắc sảo. Dạ, của em cũng là B. B. À, cô bé đặt lại. Em lại nhớ là sắc sảo, chứ không phải là sắc sảo. Và đáp án chính xác đó chính là sắc sảo. Đáp án B. Xin chúc mừng. Và sắc sảo là tỏ ra là có khả năng nhận xét, ứng phó nhanh và là một người thông minh. Bây giờ đến câu thứ tư, có nội dung như sau: nhận được tin mẹ Lan nhập viện, dì Mười khuyên Lan hãy bình tĩnh giải quyết. Hãy tìm hai từ trái nghĩa với từ bình tĩnh trong lời khuyên của dì Mười ở đoạn văn trên. Hết 20 giây bắt đầu. Một. Hết giờ. Xin mời đáp án các bạn. À, Hoa ơi, bây giờ chưa cần bàn luôn, bạn sai đề ha. Bạn đã ghi thiếu một từ rồi, trừ một điểm. Dư Thanh Vàng. À, em ghi từ lúng túng. Và từ thứ hai, ban đầu là em ghi là rối ren. Nhưng mà em lại chợt phát hiện là cái chính tả em rất là có vấn đề với từ ren. Thế là em đi rối rắm cho nó chắc. Từ em hơi dài. À, trái nghĩa với bình tĩnh là mất bình tĩnh và hồi hộp. Của em là bối rối lại vội vã.
Và với đáp án của Dương Thanh Vàng thì từ rối rắm, không hợp lý, lúng túng được ban cố vấn chấp nhận. Nhưng mà hai từ mà sai một từ rồi, cho nên là vẫn bị trừ một điểm. Trăm, mất bình tĩnh và hồi hộp thì không có hợp ngữ cảnh, trừ một điểm. Và Minh Khánh, bối rối, vội vã. Và hai từ này của bạn đã được ban cố vấn chấp nhận. Bạn được bảo toàn số điểm, xin chúc mừng. Rồi, bây giờ câu cuối cùng. Các bạn hãy cùng xem một hình ảnh, xin mời. Xác định từ sai chính tả và sửa lại cho đúng. 20 giây bắt đầu. Ồ chết, em rồi thấy đúng hết trơn rồi ta. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời đáp án các bạn. Dương Thanh Vàng. Em không biết cái dấu của chỗ cái mà ông cũng cái dấu chỗ đó là nó dấu nó là dấu gì, nhưng mà em xác định chính xác chỗ đó là nó không phải là dấu ngã. Cho nên là em viết lại cho chính xác chỗ đó là chữ cũng. Rồi, xin mời Trâm. Dạ, đáp án của em là sửa từ cũng thành từ cũng và sửa từ hảo huyền thành háo huyền. Và Minh Khánh. Dạ, của em cũng giống như Trâm. Em lại em thấy chữ hảo huyền thì nó lạ lạ thôi, em ghi lại cái từ này là cái từ sai thôi. Rồi, chữ từ cũng đâu là em tưởng là ghi từ sai thôi. Thì có nghĩa là trước mắt là Hoa bị trừ một điểm nè. Và với câu hỏi cuối cùng, Thảo Trâm và Minh Khánh, cả hai bạn đã được bảo toàn số điểm của mình, xin chúc mừng. Chúng ta tổng kết số điểm của vòng thi số 2. Dương Thanh Vàng, bạn còn lại 7 điểm. Thảo Trâm còn lại 9 điểm. Ngọc Hoa, bạn còn lại 7 điểm. Minh Khánh bảo toàn số điểm, 10 điểm.